cô hiệu trưởng này lại cầm dao đến trường, làm cho các em học sinh sợ chết khiếp. Trước kia cô từng là vận động viên điền kinh, cô ta lại dùng kỹ năng ném đĩa, phóng lao và ném bóng của mình để đối phó với học sinh và giáo viên. Một là ném bóng để dọa giáo viên, hai là ném đĩa sắt, chỉ thấy cô ta nắm bím tóc của cô bé quay 5 vòng rồi ném đi. Ba là phóng lao, học sinh bị cô ta ném ra ngoài. Ở trường có hiệu trưởng bạo lực như vậy, nên không có học sinh nào dám gây chuyện với cô ta. Thế rồi có một cô bé thiên tài học lớp 1 chuyển tới trường, muốn quyết đấu chính diện với cô ta. Giáo viên ra một đề khó, 13 x 379 bằng bao nhiêu? Không ngờ cô bé lại có thể trả lời ngay luôn, 4927. Cô bé tên là Matilda, có IQ như Conan vậy. Nửa tuổi là đã có thể viết được tên của mình, 2 tuổi đã có thể tự vệ sinh cá nhân, 3 tuổi đã biết cách ăn mặc, và 4 tuổi thì biết nấu ăn. Còn sở thích lớn nhất của cô chính là đọc sách, cô bé có thể nhìn một lần là đã nhớ được. Mới 6 tuổi đã đọc hết giáo trình của chương trình đại học. Còn bố mẹ cô bé thì trọng nam khinh nữ, họ thích con trai cơ. Matilda vừa ra đời, lúc từ bệnh viện về nhà đã bị bố ném vào góc cốp sau xe. Trên đường ông bố khua xe khét lẹt, Matilda ngồi sau như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Điều quá đáng hơn nữa là khi về đến nhà rồi lại bỏ quên cô bé trên xe. Cha mẹ như vậy nên cô bé chỉ có thể tự học làm mọi thứ. 4 tuổi cô bắt đầu biết nấu ăn, trộn trứng gà và bột mì để làm cho mình một chiếc bánh kép ngon lành. Lúc ăn cơm còn không quên cắm một bông hoa nhỏ, như vậy mới lãng mạn. Matilda rất thích đọc sách, cô đã xem hết đống tạp chí ở trong nhà. Đến tối cô đứng trước mặt bố hỏi bố có thể mua cho cô ít sách không? Ông bố lại nói với cô là mua sách làm gì, coi tivi không hay hơn à? Nếu những đứa trẻ khác mà nghe những lời này thì chắc vui lắm, còn Matilda là một cô bé có sự theo đuổi, sao có thể để chút khó khăn này làm cô gục ngã? Hôm sau ở trên tờ Yellow Pages, cô bé tìm thấy địa chỉ của thư viện. Cô bé đi qua vài con đường mới tới được thư viện để xếp hàng. Cô bé 4 tuổi dáng người bé nhỏ, tầm nhìn trong lúc xếp hàng chỉ có mông. Một mình cô bé tới thư viện bắt đầu vùi đầu vào đọc sách. Nhân viên quản lý thư viện thấy cô bé ham học như vậy thì đã làm cho cô bé một tấm thẻ mượn sách. Matilda kéo chiếc xe kéo đem mười mấy cuốn sách về nhà. Chưa đến 3 ngày cô đã đọc hết rồi lại lấy xe đi kéo về tiếp. Số sách cô bé đọc ngày càng nhiều, Matilda cũng dần lớn lên. Đến tuổi đi học, cô bé nói với bố rằng cô muốn đi học. Bố cô lại nói con đùa à, con mới 4 tuổi đi học gì chứ? Matilda giải thích nói là con đã 6 tuổi rồi. Người bố đem sách của cô vứt ra ngoài rồi kéo cô đi hỏi mẹ cô, con bé mấy tuổi rồi? Mẹ cô trả lời, 4 tuổi. Matilda nói, con 6 tuổi rồi mẹ à. Cả nhà đều nói Matilda nói dối, cho rằng cô bé rõ ràng chỉ mới 4 tuổi. Hai người này đã không quan tâm cô bé đến mức này rồi ư, ngay cả tuổi của cô cũng không biết. Bị bố mẹ ép đến bất lực, cô bé thể hiện tài tính toán bẩm sinh. Bố cô là đại lý xe hơi cũ, ông nói số tiền thu nhập và chi tiêu của tháng này ra, rồi kêu con trai tính xem hôm nay kiếm được bao nhiêu, nhưng con trai không tính ra được. Lúc này Matilda lên tiếng, 10.256 đô la, nếu bố không tin có thể kiểm tra lại. Bố vừa xem hóa đơn, ấy, Matilda tính nhầm không ngờ lại đúng. Bố không những không khen cô bé mà còn đổ tội cô đã xem trộm hóa đơn, sau đó kéo cô nhốt vào phòng. Matilda buồn bã khóc. Matilda quyết định trả thù, cô bé lén lút đi vào phòng bố mẹ đổi dầu gội của bố thành nước tẩy. Kết quả màu tóc của bố trở thành màu vàng và chỉ có thể đội mũ ra đường. Matilda phát hiện cách kiếm tiền của bố, đó là sửa xe bị hỏng rồi bán ra với giá cao, thùng bảo hiểm bị rơi ra thì dùng keo dính lại. Công tơ mét trong xe quá nhiều số không bán được giá cao thì làm sao? Người bố có cách, bánh xe mà bắt đầu di chuyển thì số sẽ nhảy đúng không? Ông dùng khoan điện nối máy cảm ứng lại, sau đó để cho khoan điện xoay ngược, như vậy có thể tự điều chỉnh được công tơ mét. Những con xe hỏng này tạp âm khi nổ máy lớn, ông đem mặt cưa bỏ vào động cơ, như vậy tiếng ồn sẽ nhỏ hơn trong vòng 1 tháng. Matilda trách bố bảo làm vậy là vi phạm pháp luật đấy. Bố lại nói, tao thông minh còn mày thì ngu ngốc, tao luôn đúng còn mày thì sai, tất cả đều phải nghe theo tao. Matilda nghĩ phải trừng phạt bố, thế là đem keo con chó đổ vào mũ ông. Cả nhà đi nhà hàng ăn cơm, kết quả mũ của bố không cách nào lấy xuống được. Mẹ ra sức kéo giật nhưng bị bay ra nằm trên bàn ăn bên cạnh, bố cũng nằm bẹp trên bánh kem, lần này thì đội quần luôn rồi. Về đến nhà bố tức giận tuyên bố ở nhà thì phải nghe lời ông. Cả nhà tắt đèn xem tivi còn Matilda thì lại bật đèn đọc sách. Ông bố tức giận bảo Matilda tắt đèn xem tivi nhanh, cô bé không chịu tắt khiến bố tức giận xé luôn sách của cô, còn nhấn đầu cô bé ép cô xem chương trình tivi nhạt nhẽo. Thế nhưng cảm xúc đè nén của cô bé lại kích hoạt siêu năng lực của cô. Cô bé nhìn chằm chằm vào tivi, không ngờ ngay sau đó tivi bị nổ tung luôn. Bố mẹ sợ hãi quyết định cho cô bé đi học. Cuối cùng cũng có thể đi học rồi, Matilda rất phấn khởi. Cô hiệu trưởng này quá đáng sợ, học sinh ăn vụng khi lên lớp thì hiệu trưởng sẽ bóp miệng học sinh lại, cho nôn từng viên kẹo một ra, rồi nhấc học sinh ném ra ngoài cửa sổ. Học sinh nữ không được tết tóc bím, cô ta túm lấy bím tóc của cô bé quay 360 độ, rồi vứt cô bé ra xa như vứt đĩa sắt, suýt nữa thì cô bé rơi trúng hàng rào sắt, may mà bay qua đó rồi trượt ngã một đường dài trên vườn hoa. Hiệu trưởng tổ chức đại hội, làm cho Matilda sợ chết khiếp. Có một bé gái mập ăn vụng bánh kem sô cô la của hiệu trưởng cầm dao ra, sắc mặt cô bé xanh dờn luôn, còn các học sinh khác cũng sợ hãi. Hóa ra là phạt cô bé mập ăn một miếng bánh siêu to khổng lồ. Cô bé ăn hết ngon lành, cô ta lại lấy một chiếc bánh kem còn to hơn cả cái mâm ra bảo cô bé ăn hết. Cô bé bắt đầu vui vẻ ăn, nhưng dần dần không ăn nổi nữa, ăn một cách thất thần đến mức sắp nôn. Matilda thấy vậy đứng dậy cổ vũ cô bé, những bạn học khác thấy vậy cũng đứng lên theo Matilda cổ vũ.
Cô bé mập thấy có nhiều người cổ vũ mình như vậy thì tinh thần phấn chấn trở lại, đây đúng là cơ hội tốt để hút fan mà. Cô bé ăn hết đống bánh kem còn lại, sau đó còn liếm đĩa sạch sẽ. Bé mập giơ đĩa lên khiến cô hiệu trưởng tức giận giật đĩa lại, rồi đánh vào đầu cô bé, tất cả học sinh sợ hãi ngồi xuống. May mà chủ nhiệm lớp Matilda hiền lành dịu dàng, cô đang ôn tập cho học sinh rồi lại đưa ra một bài toán siêu khó. 13 x 379 bằng bao nhiêu? Không ngờ Matilda lại trả lời ngay 4927. Cô giáo cũng không dám tin, làm gì có ai tính nhẩm nhanh vậy. Matilda nhắc lại lần nữa 13 x 379 bằng 4927. Cô giáo cầm bút tính thử, wow đúng thật ta. Cô giáo lập tức ý thức được Matilda là học sinh thiên tài, cô nhanh chóng tới phòng hiệu trưởng, muốn cho Matilda nhảy lớp lên luôn lớp 5. Thế nhưng hiệu trưởng lại nói, trường của cô ta không được phép có học sinh thiên tài và đuổi cô giáo ra ngoài luôn. Thế nhưng cô giáo không hề từ bỏ, cô tới nhà của Matilda khuyên bố mẹ cô bé. Mẹ Matilda lại nói học giỏi không có ích gì cả, không bằng lấy một anh chồng giàu. Nghe vậy cô giáo cũng cạn lời. Hôm sau vì bố bán xe dởm cho cô hiệu trưởng mà Matilda bị hiệu trưởng nhốt vào phòng tối, trên cửa toàn là đinh, may mà cô giáo phát hiện kịp thời cứu được cô bé. Hiệu trưởng lại đang xử phạt về thể xác đối với học sinh, một tay xách chân của học sinh rồi dựng ngược cậu bé lại. Cô bé này không thể làm ngơ được nữa liền bỏ một con tắc kè hoa vào cốc nước, hiệu trưởng không hề nhìn thấy suýt nữa thì uống luôn con tắc kè hoa. Học sinh đều đang nhịn cười, bị cô hiệu trưởng phát hiện. Cô cúi đầu nhìn thì hết hồn, cô hiệu trưởng nhăn mặt trên bục giảng như một con tinh tinh xấu xí. Hiệu trưởng cho rằng là Matilda làm, Matilda tức giận, cô bé tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào ly nước bị đổ, con tắc kè hoa nhảy lên người cô hiệu trưởng khiến cô ta sợ chết khiếp, rồi rời khỏi phòng học. Matilda nói chuyện có siêu năng lực với cô giáo, cô bé làm cho bình nước bay trên không. Cô giáo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vụ này, cô giáo nói với Matilda hiệu trưởng là bác của cô ấy. Lúc nhỏ khi mẹ vừa mất thì bác tới chăm sóc cô, không lâu sau thì bố cô cũng mất, bác đuổi cô giáo ra khỏi biệt thự. Lúc này cô rất muốn về nhà lấy con búp bê mà mẹ cô tặng cho cô. Matilda nhân lúc hiệu trưởng đi khỏi liền kéo cô giáo về biệt thự, không ngờ rất nhanh hiệu trưởng đã trở về. Hai người chơi trò trốn tìm với hiệu trưởng, cuối cùng họ trốn ra được từ tầng hầm. Matilda về đến nhà bắt đầu luyện tập sử dụng siêu năng lực, dùng suy nghĩ để di chuyển đồ vật, bắt đầu từ một hạt yến mạch sau đó là cả hộp yến mạch. Cô gái có siêu năng lực ngầu cỡ nào, muốn ăn sáng thì chỉ cần nháy mắt là hộp yến mạch đã tự đổ vào bát. Ăn cơm không cần động tay, bật đèn thì chỉ một cái là được. Vẫy tay thì tất cả mọi đồ trong phòng đều nghe theo ý cô, giống như là vũ hội vậy. Lần này thì có thể đối phó với hiệu trưởng rồi. Đêm muộn Matilda tới biệt thự của hiệu trưởng, từ cái thang trèo lên nóc nhà đối diện, sau đó cầm ống nhòm ra quan sát tình hình ở đối diện. Cô dùng siêu năng lực bật đèn bàn ở trong biệt thự lên, nhìn thấy con búp bê của cô giáo. Cô dùng suy nghĩ mở cửa sổ ra, con búp bê từ từ bay ra ngoài cửa sổ, nhưng bỗng bị gió lớn thổi bay mắc trên cây. Matilda sử dụng siêu năng lực tiếp cho con búp bê bay về phía mình. Matilda quyết định chôn hiệu trưởng. Cô bé dùng ý niệm điều chỉnh đồng hồ đến 12 giờ, rồi di chuyển sofa khiến cho hiệu trưởng ngã uỳnh xuống đất. Cô điều khiển cầu dao khiến cho ánh đèn chập chờn, rồi mở hết cửa sổ ra. Trong nhà bỗng chốc gió thổi dữ dội. Vốn dĩ đã rất mê tín nên cô hiệu trưởng sợ chết khiếp. Matilda đem ảnh của hiệu trưởng tháo ra ném vào lò lửa, rồi đem ảnh bố của cô giáo treo trên tường. Cuối cùng Matilda cho tiếng chuông đồng hồ kêu liên tục, tạo nên cảnh tượng oan hồn tìm về đòi mạng. Cô hiệu trưởng sợ hãi muốn lái xe chạy. Matilda trốn sau gốc cây cười trộm, nhưng không ngờ rằng dây buộc tóc đỏ của cô đã bị hiệu trưởng nhìn thấy. Vừa nhìn cô ta đã nhận ra đây là dây buộc tóc của Matilda. Hôm sau Matilda đem búp bê trả lại cho cô giáo. Cô hiệu trưởng túm cổ cô bé lại để tính sổ chuyện hôm qua, nhưng Matilda không hề sợ. Cô bé dùng ý niệm khống chế phấn viết chữ, bắt chước giọng điệu bố của cô giáo nói rằng là do cô hiệu trưởng đã hại chết mình, bảo cô nhanh chóng cuốn gói rời khỏi đây, trả nhà lại cho con gái tôi, nếu không ông sẽ khiến cô hiệu trưởng phải chết. Hiệu trưởng vốn đã làm chuyện hổ thẹn với lòng nên bị dọa cho hết hồn vú vía. Matilda lại điều khiển bút lau bảng đập liên tục vào người cô hiệu trưởng, đập cho cô ta mặt mày túi bụi ngã nhào xuống. Bỗng nhiên cô ta đứng dậy rồi túm một học sinh vứt ra ngoài cửa sổ như phóng lao vậy. Matilda nhanh chóng điều khiển bạn học để cậu không bị rơi xuống, cậu bạn không những không rơi xuống mà còn bay lượn một vòng. Cô hiệu trưởng bị đụng ngã xuống quả địa cầu, cô ta chóng mặt hoa mắt đứng dậy thì đâm nát luôn cửa phòng học. Các học sinh nhìn thấy cô hiệu trưởng bị mất mặt thì rất vui, các em học sinh từng bị cô ta ức hiếp lần lượt chạy ra phản kháng, mọi người cầm đồ ăn vặt ném vào người cô hiệu trưởng. Hiệu trưởng sợ hãi lái xe bỏ chạy và cô ta không bao giờ quay lại nữa. Cô giáo thì trở thành hiệu trưởng mới của trường, cũng được dọn về biệt thự của mình như mong muốn. Việc vi phạm lắp lại xe hơi cũ của bố Matilda cuối cùng cũng bị phát hiện, cả nhà chỉ đành dọn đi. Thế nhưng Matilda lại không muốn đi, cô bé lấy hợp đồng nhận nuôi đã chuẩn bị sẵn ra, bố mẹ cô bé không thèm nghĩ đã ký luôn vào đấy. Từ đó Matilda và cô giáo sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bộ phim này tên là Cô bé Matilda. Nếu các bạn thấy hay, nhớ ấn like và comment phía bên dưới để ủng hộ cùng phim nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.